Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Lời đầu tiên cho em xin gửi tới tất cả các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe, bình an. Thì ngày hôm nay tiếp tục em lên cho bác và anh em một mã mic Beyer vỉ tím RSQ3. Đây là một sản phẩm mic Beyer cực kỳ đẹp cho các bác và anh em. Đầu thu mặt phay nhôm màu đen và tay của nó là tay da cá màu vàng gold các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này để các bác và anh em có nhu cầu mua một bộ mic Beyer về tím để về dùng trong gia đình, hay là các bác phải nhằm đắp phòng hát, hay là các bác phải có thể là làm sự kiện dòng mic Beyer vỉ tím RSQ3 này rất tuyệt vời. Và em cũng giới thiệu thêm về cái sản phẩm dây Canon da 6 ly để các bác phải nhằm chơi hai đường mic riêng biệt các bác nhé. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về dòng mic Beyer vỉ tím RSQ3. Thì em về được một lô khoảng hơn chục bộ thì cũng bán cho bác và anh em để các bác và anh em làm sự kiện, hay là các bác và anh em có thể là mua 2-3 bộ để về các bác và anh em lắp phần phòng hát. Thì hiện nay em cũng chỉ còn duy nhất là 5 bộ cuối cùng, và cũng để cái giá tốt nhất cho các bác và anh em để các bác và anh em có cơ hội sở hữu cái sản phẩm mic Beyer vỉ tím RSQ3 này các bác nhá. Thì em nói về cái mặt trước của con mic RSQ3 này thì nó là mặt phay nhôm nguyên khối các nhá, và đẹp xuất sắc. Thì được cái là lô này về phải nói là cái đầu thu nó cực kỳ đẹp đấy, mặt phay nhôm dày dặn cho bác và anh em. Và đây là mên mạch mà em làm mic Beyer, em kết nhất cái dòng mên mạch này của dòng mic Beyer có nhá. Thì mên mạch này sử dụng mỗi bên hai hộp số sóng và là mên mạch dày dặn để vào đầy đủ linh kiện nhất trong phân khúc của Beyer. Đấy, thì nếu mà các bác và anh em đã sử dụng những cái sản phẩm mic Beyer mà sử dụng mên mạch mỗi bên hai hộp số sóng như thế này và mên mạch của nó rất dày và rất nhiều linh kiện, thì các bác và anh em biết dòng này thì cho chất âm hay, sóng ổn định và độ bền sẽ rất cao ở trên cái sản phẩm mic Beyer đời 4 hộp số sóng này các bác nhá. Đấy, tổng thể mên mạch của nó rất đẹp. Thì các bác và anh em dùng những cái bộ mên mạch của mic Beyer này thì các bác và anh em có thể là dùng đến 10 năm không bao giờ lo lỗi mên mạch được các bác ạ. Mên này nó bền lắm. Đấy, có chữ ký đoàn hoàng, có ngày tháng sản xuất của công ty Beyer này. Đấy, và mên mạch này thì còn sạch đẹp cho bác và anh em. Các bác và anh em có thể là dùng chục năm nữa, hơn chục năm nữa thì cái mên này nó vẫn sáng sủa như này các bác nhé. Vì mên mạch của Beyer nó là một trong những mên mạch bền nhất và ổn định nhất trong phân khúc mic hát gia đình hay là học phòng hát. Thì đây là hàng bãi, hàng sản xuất trong nội địa Trung Quốc dùng, nên là khi mà người ta cắt sàn thì người ta sẽ cắt toàn bộ đấy, như là vang, đầy, mic, loa đấy. Thì những cái bộ mic này thông thường thì để trong tủ máy thì đầu thu của nó phải nói là rất đẹp như này các bác nhá, rất đẹp đấy. Thì về đường sau của đầu thu RS này thì dòng này thì nó sử dụng là tần số đầu 7 các bác nhá, tần số đầu 7 đấy. Và đường mic ra thì nó sẽ có đường 6 ly để các bác và anh em cắm một đường 6 ly vào đây để các bác và anh em chơi luôn ra hai đường mic đường 6 ly. Còn nếu mà các bác và anh em muốn chơi hai đường mic riêng biệt thì các bác và anh em sẽ cắm vào hai đường Canon này. Và dòng này thì nó vẫn có những cái núm chỉnh, đây là chỉnh cái chế độ là sensitivity, tức là chỉnh tín hiệu độ nhạy đầu vào khi các bác và anh em sử dụng đường Canon này có nhá, sử dụng đường Canon. Mà nó sẽ có hai dâu anten để các bác và anh em lắp dâu sóng ổn định và xa hơn. Đấy là về đầu thu. Còn về tay mic coi nhá, về tay mic thì dòng mic này đấy sử dụng tay da cá rất đẹp cho bác và anh em đấy, và còn nguyên bản, còn nguyên lẫy pin cho bác và anh em. Thì các bác và anh em mua những cái dòng mic Beyer thì bây giờ nó đẹp lắm các bác ạ, còn nguyên lẫy pin, còn nguyên bản cho bác và anh em các bác nhá. Đấy, và dòng này thì về chất âm của nó cực kỳ hay. Thì trên đây thì em cũng đang sử dụng hai đường mic riêng biệt đấy. Thì một đầu thu này thì em sẽ dùng dây Canon ra đầu 6 ly quặp mà em đang bán cực kỳ chạy cho các bác và anh em để các bác và anh em về chơi hai đường mic riêng biệt. Và cái lợi thế để các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt thì các bác và anh em dùng thì các bác và anh em biết rồi. Hai đường mic riêng biệt có thể là dùng cho tất cả các loại vang, có hỗ trợ 2-3 cổng mic, hoặc là các bác và anh em dùng những chiếc vang mà có hai đường mic riêng biệt thì các bác và anh em dùng sẽ rất chất lượng đúng không ạ? Hay là có thể dùng hai đường mic riêng biệt cho âm ly. Thì âm ly thì thông thường thì nó sẽ có hai đường mic và ba đường mic, bốn đường mic. Thì khi mà các bác và anh em dùng dây Canon ra 6 ly để các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt cho âm ly ấy, thì các bác và anh em sẽ điều chỉnh được riêng biệt cho hai cổng mic, mic số 1 và mic số 2 các bác nhá. Còn lợi thế của
chơi hai đường mic riêng biệt này thì cái đầu tiên mà em nói là cái ổn định nó không bao giờ bị sụt xè. Đấy, các bác và anh em có thể là di chuyển đầu thu thoải mái, hay là có thể là dây di chuyển như thế nào nó không ai gây ảnh hưởng, không gây độ xôi xì gì cả ra loa quá nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lợi thế của nó là khi các bác và anh em muốn điều chỉnh cái cân bằng mic ấy, điều chỉnh cân bằng mic thì bao giờ cái tín hiệu đầu vào của từng lỗ mic thì nó sẽ có cái chiết áp để các bác và anh em tăng hay là giảm tín hiệu đầu vào, để các bác và anh em cân bằng tiếng mic rất tiện lợi ở hai cái chiết áp này, đúng không ạ? Đôi khi các bác và anh em dùng một đường 6 ly để các bác và anh em cắm vào một cổng mic thì đôi khi thì nó sẽ có là mic to, mic nhỏ. Đấy thì chơi hai đường mic riêng biệt này, cái lợi thế thứ hai là các bác và anh em có thể là cân bằng tiếng mic bằng hai chiết áp của từng lỗ mic 1 và mic 2 các bác nhá. Đấy là cái lợi thế thứ hai. Cái lợi thế thứ ba để các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt thì nó sẽ không xôi xì nhiều khi mà sử dụng đường 6 ly. Đấy, nếu mà các bác và anh em tách ra thì cái độ xôi xì của nó sẽ giảm thiểu rất nhiều cho các bác và anh em, và giảm thiểu cả cái chuyện rú rít các bác nhá. Và bây giờ sẽ test cái tiếng mic B. Đây là tay mic B. Thì dòng mic Beyer thì nó nhận tay mic thì nó sẽ báo cột sóng và báo vạch pin lên để các bác và anh em biết là mic của mình đang nhận tay mic và đầu thu, thì nó sẽ báo hai cột sóng và báo hình quả pin lên các bác này. 1 2 4 5 6 7 ly. 1 2 4 5 6 7 ly. Dòng mic Beyer thì chất âm của nó cực kỳ đỉnh rồi, đúng không ạ? Rất tuyệt vời, lọc âm cực kỳ tốt, và đặc biệt khi sử dụng hai đường mic riêng biệt này các bác nhá, hai đường mic riêng biệt này. Và đây là tay mic A, đấy, tay mic A. Để khi nhận tay mic thì nó cũng báo cột sóng và báo vạch pin các bác nhá. 1 2 4 5 6 7 ly. 1 2 4 5 6 7 ly. 1 2 ly. 1 2 4 5 6 7 ly. Nghe tình mình ơi, sông Lam giọt núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngăn sông, đất trời như vần vang vang lời trầm dục, mặt hồ lay động lên dáng mênh mông, từng đàn cá lội cây lúa thêm nặng bấm. Trên cái sản phẩm mic Beyer này thì tay của nó sẽ có cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc các nhá. Thì nếu mà các bác và anh em sử dụng dòng mic Beyer thì các bác và anh em test chế độ tự ngắt thì các bác và anh em để xuống bàn sau 3 giây. Đấy, sau 3 giây các nhá. Sau 3 giây này thì nó sẽ ngắt cho các bác và anh em. Và khi nào nó ngắt thì các bác và anh em để ý ở trên đầu thu này, nó sẽ báo hai cái mute. Đấy, mute của mic A và mute của mic B là mic nó đang tự ngắt các bác nhá, là mic đang tự ngắt. Và nếu mà các bác và anh em test chế độ tự ngắt thì các bác và anh em tạch tạch ngón tay vào đầu, nó không thu ra loa là đang tự ngắt này các bác này. Còn nếu mà các bác và anh em test tự ngắt mà các bác vô vô này, đấy, thì màn hình nó sáng trở lại là đang hoạt động các bác nhá. Đấy, nó có tác động vào mic là nó sẽ tự động, nó sẽ hoạt động trở lại. Đấy là cái chế độ tự ngắt. Nhiều các bác và anh em về không biết chế độ tự ngắt, là các bác và anh em cứ nghĩ là chế độ tự ngắt là cầm mấy ngón tay vỗ vào cái đầu này là nó không ra tiếng là tự ngắt. Đấy, khi mà các bác và anh em vỗ cái tay của mình vào đầu mic là cái mic của mình đang hoạt động trở lại, được không nhắc là mình có tác động vào nó rồi thì nó sẽ hoạt động trở lại cho bác và anh em. Còn chế độ gia tốc thì mic nó rơi từ độ cao xuống, độ cao từ khoảng 5-60 phân từ trên cao xuống đất thì nó sẽ không có tiếng bộp ra loa các nhá, không tiếng bộp ra loa. Đó là cái chế độ gia tốc các bác nhá. Đấy, đấy là cái chế độ gia tốc. Đấy, gia tốc là cái chế độ chống rơi. Còn khi mà các bác và anh em làm sự kiện, hoặc là các bác và anh em dùng mic này để các bác và anh em cài lên cây để diễn trình á, thì các bác và anh em muốn tắt bỏ chế độ tự ngắt thì khi các bác và anh em đang khởi động mic như thế này các bác nhá, các bác và anh em tắt nguồn đầu thu đi này. Đấy, rồi các bác và anh em giữ chặt luôn, không được nhả tay có nhá. Khi nào mà nó màn hình nó sáng trở lại, nó hiển thị chữ off, tức là nó tắt chế độ tự ngắt. Đấy, nó off như này là tắt chế độ tự ngắt này. Còn nếu mà nó hiển thị chữ on là nó bật chế độ tự ngắt, cũng thao tác như vậy có nhá, cũng thao tác như vậy. Cũng tắt nguồn tay mic đi này, rồi giữ chặt luôn. Sau khoảng gần 10 giây thì nó sẽ hiển thị và sáng màn hình trở lại, và nó hiển thị chữ on. Đấy, nó hiển thị chữ on này. Đây là on các bác nhá, là nó sẽ bật chế độ tự ngắt. Đấy là cái tính năng tắt bật chế độ tự ngắt và gia tốc.
thì gia tốc với tự ngắt thì nó đi kèm với nhau luôn các anh nhá, nó đi kèm với nhau luôn. Còn trên đầu thu thì nó sẽ có tăng giảm âm lượng của mic A này đấy, và tăng giảm âm lượng của mic B. Mà khóa trẻ em thì rất nhiều các bác và anh em nhận những bộ mic thì bên em sẽ đều khóa lại, thì đôi khi về các bác và anh em muốn mở ra thì thao tác thì cũng rất đơn giản các bác nhá. Thì tất cả những dòng mic Beyer này đấy, thì khi mà các bác và anh em muốn khóa hay là muốn bật, các bác và anh em tắt nguồn đầu thu đi cho em đấy, rồi một tay các bác và anh em sẽ giữ vào cái phím tam giác lên của cây nha hay là phím úp, thông thường thì nó sẽ có là mũi tên lên của cây nha như này đấy, một tay các bác và anh em sẽ giữ vào cái tam giác lên của cây nha, đồng thời các bác và anh em sẽ bật nguồn lên đấy, thì nó sẽ là hiển thị cái khóa đây. Thì khi hiển thị khóa thì các bác và anh em sẽ không làm được cái gì ở trên cái đầu thu này ngoài tắt bật nguồn được các anh á. Đấy là chế độ khóa trẻ em. Còn nếu mà các bác và anh em muốn mở khóa thì cũng thao tác như vậy, cũng tắt nguồn đầu thu đi cho em này đấy, rồi các bác và anh em giữ vào phím tam giác lên của cây nha đồng thời bật nguồn là nó sẽ mở khóa cho bác và anh em. Đó là cái thao tác để mở khóá và khóa trẻ em các bác nhá. Còn thay đổi tần số sóng hay là muốn tìm tần số sạch thì khi mà các bác và anh em tắt tay mic đi, đây là tay mic B nhá các bác nhá. Khi mà tắt tay mic B đi mà ở trên cột sóng này nó vẫn báo khoảng 3 vạch là nó đang bị nhiễu cái tần số nào đó, thì chẳng hạn cái số là 138 này, đây là 138 là tần số của nó nhá. Còn dưới này là không phải tần số, đây là giải tần đầu 7 các bác nhá, hoặc là mic giải tần đầu 6 thì đây là dòng mic giải tần đầu 7. Thì các bác và anh em tính cho em cái kênh của nó là đang hoạt động là số 3 số con ở trên này, tức là 138 này. Thì bây giờ chẳng hạn là cái số 138 này nó đang bị tần số nhiễu các bác nhá. Thì các bác và anh em sẽ tìm một cái tần số nào sạch để các bác và anh em thay đổi cho nó, thì các bác và anh em sẽ thay đổi cái tần số 138 này lên này. Chẳng hạn bây giờ em sẽ thay đổi lên là 148 đấy, 148 nhá các bác nhá. Thì em sẽ bấm vào set. Khi mà thay đổi tần số sóng như thế này rồi thì nó sẽ bị sai tần số, thì bây giờ bắt buộc là phải reset lại các bác nhá, reset lại. Đấy, bây giờ em sẽ để là tần số kênh của nó sẽ là hoạt động ở 148, và cái tần số, nếu mà tần số 138 vừa nãy nếu nó bị nhiễu nhá, bị nhiễu tần số khác, thì các bác và anh em sẽ thay đổi đi để bắt đầu các bác và anh em dò lại kênh. Thì khi mà các bác và anh em bật tay mic lên thì trong tay mic của nó vẫn ở tần số cũ, đó là tần số 138 này. Thì bây giờ các bác và anh em dò tần số, thì nếu mà các bác và anh em dò tần số thì ở trên dòng mic Beyer thì bao giờ nó sẽ có hai cái mắt thần IR của kênh nha và mắt thần IR của kênh B. Các bác và anh em sẽ bấm vào set cho em này, bấm vào set. Bây giờ nhìn cái IR chạy như này, các bác và anh em sẽ giơ cái màn hình tay mic vào chỗ mắt thần của kênh B nhá, để nó tìm tần số. Đấy, khi nào nó tìm tần số xong thì nó sẽ báo hai cái cột sóng và báo hình quả pin ở đây là nó đã nhận tay mic cho các bác và anh em. Đấy là cách dò tần số và thay đổi tần số các nhá, chứ không phải là một cái tần số nào cũng sạch được, không phải là tần số nào cũng nhiễu được các nhá. Thì đôi khi cái tần số 148 này ở nhà em là nó tần số là ok, nhưng mà đôi khi đến nhà các bác và anh em, hay là các bác và anh em mang cái bộ mic này đi đến cái nơi các bác và anh em làm thì nó sẽ bị nhiễu cái tần số nào đó. Khi mà nó nhiễu thì nó gây xẹt ra loa là đó là đang bị nhiễu các bác nhá. Thì các bác và anh em làm cách bằng cách thay đổi tần số đó cho em, thay đổi tần số khác đi. Đấy, nhiều các bác và anh em cứ nghĩ là trong đầu thu này nó sẽ có những cái tần số sạch. Không phải các bác ạ. Thì tần số sạch nghĩa là các bác và anh em loại bỏ cái tần số nhiễu ở chỗ các bác và anh em sử dụng để thay đổi tần số mới, lấy tần số khác. Tức là lấy tần số sạch các bác nhé, chứ không phải là trong đầu thu này nó có tần số sạch. Đấy các bác ạ. Đấy, đấy là cách thay đổi tần số để các bác và anh em sử dụng trong cái sự kiện mà các bác và anh em đi làm. Đấy, nếu mà gia đình các bác và anh em sử dụng thì đôi khi nó nhiễu tần số wifi, là nhiễu một cái tần số nào đó, thì nó các bác và anh em chỉ cần thay đổi một lần thôi. Nhưng mà đôi khi các bác và anh em đi làm sự kiện rất nhiều nơi thì nó cũng phải linh hoạt để các bác và anh em thay đổi tần số cho em các bác nhé. Đấy, khi thay đổi tần số xong thì nó sẽ báo cột sóng và báo hình quả pin đây, để các bác và anh em lấy cái tần số mới để các bác và anh em dùng. 1, 2, 4, 5, 6 bình ly. Đấy, và cái bộ mic RSQ3 này thì bên em đang bán 2.3 triệu. Đấy, thì em còn 5 bộ cuối cùng, nó đẹp xuất sắc các bác nhá. Em để các bác và anh em là 2.200.000, em bao ship cho bác và anh em. Và dây Canon ra đầu 6 ly để chơi hai đường mic riêng biệt như này thì em để các bác và anh em là 150.000 bao ship. Dây là dây bãi Nhật các bác nhá, và toàn bộ đầu rắc Canon và đầu 6 ly ship, các bác và anh em dùng không bao giờ lo loẹt xẹt xui xì luôn. Đấy, em đã bán rất nhiều và
được các bác và anh em tin dùng cái sản phẩm dây Canon ra đầu 6 ly quặp này rất nhiều. Các bác và em có thể là cắm đường trước đường sau đều được ở trên cái rắc 6 ly quặp này các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của kênh Hương Giang. Các bác nào mới xem kênh thì cho bên em xin một nút like và ấn đăng ký để theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị âm thanh hàng bãi bên em. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em. Tạm biệt các bác và anh em nha.